30 năm lăn lộn trong giới bất động sản, tôi rút ra 6 từ khóa có thể thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của bạn mãi mãi. 6 từ khóa này có thể vận dụng trong bất kỳ ngành nghề nào, giúp bạn tiến gần hơn đến thành công. Su Woodard có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thế chấp và kinh doanh bất động sản. Woodard tận dụng kiến thức khi còn làm tại ngân hàng để trở thành một diễn giả nổi tiếng, hot một chương trình phát thành tài chính thành công và làm khách mời trên CNBC. Người phụ nữ này cũng nắm giữ những vị trí như giám đốc phụ trách khách hàng, cố vấn cấp cao cho nhiều tập đoàn, công ty. Wooddott đã vận dụng những kinh nghiệm của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản để rút ra 6 từ khóa có thể thay đổi sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người, có thể vận dụng ở bất kỳ ngành nghề nào. 1. Biết ơn. Biết ơn là từ yêu thích nhất trong 7 từ của Wooddott. Cô tin rằng đối xử với bản thân bằng lòng biết ơn và luôn biết tri ân mọi người xung quanh là điều vô cùng quan trọng. Từ quan điểm nghề nghiệp, một thái độ như vậy cũng có thể mang lại những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống luôn đầy những biến số và thử thách, nhưng tôi luôn sẵn sàng quan tâm đến những điều mà tôi có thể biết ơn vào lúc này, chẳng hạn như một cơ thể khỏe mạnh, gia đình, người thân và bạn bè. Đặc biệt là tôi biết ơn sự nghiệp của mình, khi có cơ hội chứng kiến, gặp gỡ và đồng hành với những vị khách đang trải qua một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của họ. Bởi việc mua và bán nhà là sự kiện nhiều ý nghĩa với hầu hết mọi người. đất chia sẻ. 2. Giao tiếp nếu bạn muốn giành được khách hàng trọn đời, bạn nên giữ liên lạc và có thể kết nối thường xuyên với họ, Wood nói. Người phụ này tin rằng một trong những công việc chính của người môi giới bất động sản là giao tiếp và 80% thành bại cũng phụ thuộc vào việc giao tiếp. Điều này cũng áp dụng cho nhiều ngành nghề khác. Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp và thành thạo các kỹ năng giao tiếp, bạn sẽ ngày càng thuận lợi hơn trên con đường thành công. 3. Kiên trì Có một số việc có thể nhìn thấy hy vọng ngay từ đầu và nhanh chóng giải quyết, nhưng cũng có nhiều việc đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn kiên trì và bền bỉ. Kiên trì là điều dễ nhất và cũng là điều khó nhất. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ thấy rằng cuộc đời ban cho mình những món quà, người môi giới này chia sẻ. 4. Nhân hậu Từ khóa này nghe có vẻ không liên quan đến công việc môi giới bất động sản, nhưng với su đất, nó quyết định đến mọi khía cạnh trong hành động của bạn. Có một trái tim nhân hậu là nguyên tắc cơ bản và điểm mấu chốt của việc làm người. Không ai muốn kết thân với một người luôn làm việc với mục đích chuộc lợi xấu, họ cũng không muốn giao dịch với một người như vậy, Woodard nói. 5. Chăm chỉ. Wooddot cho biết cô chưa bao giờ là kiểu người thông minh đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, bạn có thể thấy những thiên tài mà bạn ghen tị từ khi còn đi học ở trường. Họ có vẻ dễ dàng giành được nhiều khách hàng hơn cả những người làm việc chăm chỉ khác. Lúc đầu, bạn có thể nản lòng vì điều này, nhưng đừng quên, bạn cũng có vũ khí của riêng mình, đó là sự chăm chỉ. Ông trời sẽ không phụ lòng người làm việc chăm chỉ, người phụ nữ này chia sẻ. 6. Chí lực Sue Woodard cho biết tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần là điều cô mới học được trong hai năm gần đây. Tôi đã gặp đủ loại người trong ngành bất động sản trong những năm qua và cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc khó khăn và thất bại. Một số người có thể không đứng dậy sau thất bại, có thể rời bỏ công việc kinh doanh từ rất sớm. Nhưng những người có tâm lý tốt, sau khi trải qua những thất bại này, hầu hết họ đều trở thành những người môi giới giỏi và có thu nhập cao. Woodard nói.